Rồi, chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay quay cái cây sâm núi xù, cây mẹ nha anh em. Đó, quay cận cảnh cái cây mẹ mà cái giống mà tụi em bán cho anh em xem nha. Đó, đây là cây mẹ nè, xù nè anh em thấy nè. Đó, cây này không là chiếc nay mới sửa nha anh em, mới sửa nước đầu nha. Đó, quay cái độ xù cho anh em, cây lắc cực kỳ đẹp luôn. Đó, quay vòng cho anh em xem nha. Đó, xem trái xù nha anh em. Rồi cái này cây mẹ nha. Đó, quay cận cảnh cây mẹ cho anh em xem. Đó, mấy cái này mới xù nè. Này trái xù nha anh em. Đó, tất cả các giống tụi em bán ra đều chiết từ cái cây này ra nha anh em. Đó, một loại cây rồi. Đó, cái này cây nái, cây đầu tiên. Đó. Bây giờ cái xù cho anh em xem nha. Đó, giống xù thì lâu lâu mới có nha anh em. Anh em đặt hàng mới có nha, chứ anh em mua độc xuất là tụi em không có rồi, không có đủ để bán luôn. Đó, toàn là anh em mua toàn là đặt hàng trước không nha. Anh em dặn trước không à, tới đợt có rồi tụi em mới giao. Đó, chứ loại này nó trên thị trường chưa có nhiều. Đó, tụi em cũng chưa có nhân giống ra được nhiều nữa. Có nhiều khách hàng đặt hết rồi. Đó, cái loại xù nó mới lên xù nha anh em. Đó, cái hoành anh em so sánh với tay cái em nè. Đó, có hai loại sâm trái thường và sâm trái xù. Đó, tất cả các loại sâm trái tụi em bán ra đều là trái hết nha. Sâm tụi em bán ra đều là trái hết nha. Đó, một loại thường với một loại xù thôi. Đó, tụi em không có bán sâm bông nha. Cây này thôi cực kỳ đẹp luôn, mấy co cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, anh em trồng mới già rồi tự động nó lên xù nha. Đó, rồi chào tất cả anh em nha. Anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, nay quay cây mẹ cho anh em xem luôn. Cận cảnh cái cây mẹ, cây xù, sâm trái xù. Đó, rồi, chào tất cả anh em nha.